Nó hoan hỉ. Bây giờ live stream à? Nay tí chứ nó hoan hỉ đấy chứ. Cháu có hoan hỉ cái chân này. Rồi đấy chị. Cửa chân nó mát thì đang nóng này, cửa chân cho nên mát trong nhà này. Kinh tế nó khó khăn, quạt chả bật thì thôi đành cửa chân nó mát. Kinh tế nó vất vả rồi mình hoài phong cái gì đâu anh em nhỉ? Hạ cái tôi xuống anh em kiếm tiền cũng nhẹ nhàng lành mạnh là kiếm được chứ. Đúng. Giờ phải như năm 2010 đâu mà bốc được. Đi vẽ 2010 bốc ra. Giờ thời kỳ là của giờ là thời kỳ là kiếm tiền bằng hết rồi. Bằng mạng rồi. Rồi hết rồi rồi. Gốc. Này đi thôi vứt thế được, nói chung là nước. Chào cả nhà cho Lộc với cả chú lượt tim nhá. Anh em nên chào hỏi mong một tình cảm. Giờ cứ tình cảm là cứ có phải có tình cảm chân thành thì mới gắn có chơi nhau lâu. Đấy là kể cả chú cháu với anh em hay bạn bè. Mối quan hệ phải thế chứ không phải nhìn thấy người ta xa cơ mà mình lé gì cả. Chơi từ nào trước thế. Hết hộp đâu. Đây, lấy luôn cái này này. Không, không. Anh ở ngoài thôi, anh ở ngoài bắt đầu cái hộp kia hôm qua là cái mỗi túi còn cái hộp nó vứt lại. Thế là anh sẽ có một cái. Chào Đào Tấn nhá. Cả nhà chia sẻ mạnh lên nhá. Giao lưu tí đầu tháng ấy, má nào này ạ. Má này, màu này đẹp này. Con này đi lấy cái ấy nhé, bên trong cái này nó tránh mất không. Vâng. Lấy đây, xong hết rồi. Chúc cả nhà mùng 1 luôn luôn mạnh khỏe nhá. Và làm ăn phát tài phát lộc nhá. Nói chung là vạn sự bình an. À, mày mang cho cái gói chè con có nó ngon 3 củ rưỡi một cân cho nên sẽ là uống ngon. À, cầm đồ Tuấn Phương ông em dài. Tuấn Phương hay phết đấy. Chào cầm đồ Tuấn Phương nhá. Tuấn Phương này. Tuấn Phương này thì hôm nào lên nay là Tuấn Phương. Hôm nào lên live là Tuấn Phương cũng vào. Nói là nó mua bao nhiêu đồ rồi ông còn định mua hết cả 27 lỗ không lưng. Ừ, rồi mua tặng anh em. Nó gì cho nó đầy không? À, cầm đồ Tuấn Phương trong Đắk Lắk hôm nào anh em giao lưu nhỉ? Anh lại tưởng nó bọn nó hay đang hẹn nhau Đắk chơi Đắk cả Lan. Chào Hưng Nguyễn nhá. Ờ, trong Đắk Lắk thì nó chơi cả Lan mạnh lắm. Bây giờ giao lưu với anh em Đắk Lắk ít Lan đấy. Chào Đức Tiền này nhá. Ok Trường nha, Lộc thì có sẵn rồi, ok bạn. Đang trong Thanh Hóa. Chào anh Khanh nhá, chúc anh Khanh tháng mới mạnh khỏe nhá. Mà đéo chơi tình tông khơi thì được quen, khơi thì được quen, không chơi được. Chào Đức Tiên Lẻ nhá. Không chơi được. Cô bảo chú mà hơi thì nó ấy ngay. Ừ. Không lập cái kênh lên đau hết đầu. Riêng cái loại là lên đau hết đầu. Đau hết đầu. Chào anh Phạm Trung Kiên nhá. Đầu hết đầu luôn. Mẹ TikTok nói câu là cái gì là túi này lên cái là hỏng luôn. Em chào chị Đào Hải nhá. À nó về ừ, mang sản phẩm thương hiệu. Bản quyền. Em chào chị Thảo Hải nhá, em chào anh Quang Béo nhá. Nó đứng phong túi. Vâng, chào chị Thảo Hải. Sáng chưa mới có bổ tí nữa Yến. Chân không biết anh em nó mà đang hút nhưng mà chắc không phải. Đi khám đi em. Vâng. Anh bị hút rồi. Đau rất. Ăn thử cho em biết ngay. Ăn thử nội tạng cho biết ngay. Có chưa? Vâng, anh Phạm Trung Kiên ạ. Ok, Hạnh Hoàng Gia nhá. Hả? Lừa ngay đều không? Ok anh. Có rồi. Chào Trần Đăng Hải nhá, ok em. Chào Văn Trung nhá. Chào Nguyễn Văn Trung. Chào Vinh Lê. Em ạ. Ok, chị Thảo Hải đang ở đâu đấy? Chào Nguyễn Trọng Bằng. Chào mọi người nha, xin đi ngày 1 nha.
Chị lại về Hà Lan rồi à? Bao giờ lên? Chuẩn bị mấy cái đại hội Lan đấy, lại đi chào Long Phạm nhá. Cái sự kiện Lan giờ thì chị không lên à? Anh em nói đang bảo lên Điền Hùng sự kiện Lan đấy, chào Phương Cận nhá. Mai à? Mai chị lên à? Mai mùng 2, mùng 1, sớm mai mùng 2 đi lên trên Việt Trì được. Chào Nguyễn Minh Hiếu, ok em. Không em ơi, anh lên live stream này, chỉ anh chỉ lên live hỏi thăm mọi người sức khỏe đầu tháng thôi. Còn mua bán là phải vào phòng kín nhắn tin em ạ. Chứ mình không công khai nhiều nó loãng, chào Biên nhá, không công khai nhiều nó loãng. Qua chú đi đâu đây? Chị sao nấu mà đi đâu? Tưởng là chú đi đâu? Đâu, vâng. Đó, lúc anh gọi này em đang đi chơi. Giờ nó cứ ở nhà bớt thời gian đi chơi nó ngắn ngắn. Chú mặc thử em không? Đẹp gì? Có Tuấn Phương cầm rồi, tí nữa em cứ nhắn tin cho anh nhá. Em cứ dai cứ nhắn tin cho anh. Cứ dai, anh em cứ nhắn tin cho Lộc nhá. L đấy, nói đi sao? Lấy cái L đi, lúc nào mình thử cho nó. Không thử đi. Phương Việt Nam cũng Phương rất to. Ừ, ngắn. Có Phú Thanh Na cứ nhắn tin nhá. Em chào anh Kiên nhá. Em chỉ lên quần áo em chỉ lên cho anh em. Những anh em nào mà thân quen thôi, em chia sẻ cho anh em mặc thôi. Đấy, ôi giời, áo Phương rất to. Anh em nào mà thích thì cứ nhắn tin cho Lộc nhá. Đây, đây. Đấy, chú mặc đi. Mặc lốt cái quần vào. Đây, đây là. Đây, chú đứng ra đây, người mẫu này, người mẫu. Anh em này đây. Hôm qua là bộ kém. Đấy, được người mẫu luôn cái bộ đây. Quay là bộ người mẫu này luôn. Đấy. Thì cái này 90 cân vừa. Được. Nào chú nhìn đây, quay cho nào. Được chưa nào? Đấy, đẹp luôn. Size này đẹp. Đấy, người mẫu của Lộc nhá anh em nhá. Đấy, người mẫu đấy. Anh em nào mà thích thì anh em nào mà thích ebook nhá, đây người mẫu chính của Lộc nhá. Đấy. Đấy, đúng rồi. Dày cái thì bộ dày. Dày đẹp, mặc dày đó. Mát đó. Đấy. Đấy, quay cái chữ, quay cái chữ đấy, chú quay nghiêng đấy. Người mẫu chính nhá anh em nhá. Đẹp luôn. Về đúng hai bộ nhỉ? Chỉ về hai mẫu này được rồi. Anh em chụp ảnh lại nhá, tí nữa thích là vào việc nhá. Đẹp luôn. Chào anh Nam Eddie nhá. Đẹp luôn. Đây từ sáng giờ một đống này anh em này, một đống này, còn ở dưới này tí nữa còn mang hết cho anh em đấy, tí nữa anh em tí Lộc mang hết cho anh em nhé, anh em yên tâm nhá, anh em yên tâm là riêng mà lấy của Lộc chỉ có hỏa tốc thôi nhá, chỉ có hỏa tốc luôn, đi ô tô ship tận nơi cho anh em nhá, gọi là đam mê anh em hiểu chưa? Đi ô tô ship tận nơi cho anh em nào mà cách 5-60 cây mà muốn trong một tiếng có hàng thì là Lộc đi hẳn ô tô luôn nhá, cho anh em đến luôn, anh em làm anh em thích luôn vào ngay, không chờ đợi, anh em phải luôn thì em mới lấy cơ, nên là cũng phải nhàn chờ chưa, luôn vào ngay có luôn. Chào nhà đất Tuấn nhá. Đây cái à, em lấy cái áo Louis Vuitton cho chú Dung Dung mặc lên cái. Cái áo vừa xong này. Đấy đúng không? Màu trắng màu đen này. Màu trắng được, màu trắng thì sẽ có màu đen thì mình nói màu trắng luôn, tại cái quần này đang trắng. Vâng. Nên mặc vào luôn là được. Hoặc áo Louis Vuitton này sẽ kết hợp với quần jean. Được. Không có lữ à? Lữ thì chắc là chuẩn bị đợi. Lữ mặc được, đây lữ làm mặc được hết. Nói chung là bây giờ các cái loại này lữ làm mặc được hết. Đấy, cả nhà nhìn này. Form ôm luôn. Trẻ quá. Trẻ thì đôi khi đấy. Trẻ người yêu lắm, người yêu thì cũng không quan trọng anh em ạ. Ngắn không? Đây là thử cái đấy. Cô chú anh đây mà. Đấy. Đại khái các mẫu này anh em chụp đấy. Đẹp. Anh em chụp cái mẫu này nhá. Đấy, mẫu này mẫu áo không, anh em nào thích thì chụp lại nhá. Vui tông đấy. Đấy, thích áo không chụp lại.